Đây là một cơn lũ vừa kéo về đêm sáng mùng 1 Tết tại ở thôn 7 Thượng Mỗ. Đây là nhà bác Tuất, ngập tất cả mọi người phải lội qua suối để đi chúc Tết. Đây là vợ bác Thân, đây. Tất cả con cháu đang đi lội qua suối phải bơi. Đấy, các bạn ơi, ngập hết đây này. Đấy, ngập hết. Đấy, giờ không mà chúc Tết chỉ đứng ở đây để nhận tiền lì xì thôi. Đua. Thầy thông minh, Hồi nãy thông minh quá, đua. Đây. Đấy. Cố gắng thế nào. Qua rồi. Sao ra để bác con quay nào. Ra. Chẳng bao người đi qua nào. Nào. Không. Cào dây ra được. Cố lên. Bơi. Qua rồi. Chẳng bao người đi qua được cái suối này nào. Quá sâu bạn ơi. Nước này. Quá sâu luôn. Anh rồi. Đi. Rồi. Thầy còn treo bờ tường kìa. À, kangaroo, à quên gì nhỉ? Còn là bakasu gì nhỉ? Đây. Đây là vợ ông Hòa này, đây là vợ bác Nhi này. Đây kìa, đấy. Rồi, quá giỏi luôn nhau. Rồi, đây đang xem một chương trình rất đây vượt chướng ngại vật của năm mới tại thôn 7 xã Thượng Mỗ. Một chương trình đặc biệt. Đu qua. Có một cái cửa. Nào. Đu ra. Đu ra. Cố lên. Qua rồi. Nào cho cái bác thính đu nào. Là một trò chơi vui nào. Vui chơi có thưởng nào. Ôm vào. Nào đu sang. Nào. Một chương trình vui chơi có thưởng. Vâng các bạn ơi, đi chúc Tết mà bị cơn mưa to phải đi qua cơn suối này vào làm cánh cửa để đu ra ngoài. Đu. Ôi rồi, suối sâu quá. Rồi, đây là phường còn đặt cả một cái bưởi đầu năm. Đặt một cái bưởi sai 300 quả. Để đu ra. Đi qua rồi, hoa đô. Theo cá sấu đớp bất của quý nha. Xem cá sấu đớp bất của quý nha. Nào. Mọi người ơi, đây là một cơn mưa rất to đã để lại trận mưa bị suối mà nhiều người không đi qua được, không dám bơi vì có cái váy sợ cá chim nó đớp nên là không dám bơi. Đấy. Đấy, nào đi đấy. Ra đây con. Còn ai nào ra đó đây để quay lên kênh nào. Vui chơi có thưởng nào. Cạn rồi. Bây giờ chúng ta đi qua con suối nhẹ nhàng hơn. Đấy. Đi qua rồi, giỏi quá. À, cá bỏ dép ra, khôn thế. Quá khôn. À, đi qua suối. Đi qua suối. Rất hay. Đu đi. Đu sang. Đu, rồi. Đi tiếp đi, đu đi ra đây nào. Nào, nhanh lên nào. Đu cánh cửa nhá. Ra để quay lên, quay nào. Đu rồi. Ai chạy sẻ, chân dài, giải quá. Nào. Bơi. Cánh cửa. Ôm mà cánh cửa đu ra. À, giỏi quá. Xin chào nhá, chúc mừng năm mới. Đây là chúc mừng năm mới nào. Chúc mừng năm mới. Đấy, mình vào đây tiếp các bạn. Mình thì đơn giản như không thôi. Đấy, đi chúc Tết mà gặp cảnh đời thì nhiều lộc quá, nước nhiều. Em chào chị ạ. Bác ơi, có một chương trình đặc biệt vừa bơi qua suối nhà bác. Đây, bác cả mình đang lấy các cụ rồi. Bác Diệp Phật. Em lấy các bác, các cụ. Đấy, đây là bác Tuất. Năm mới chúc bác năm mới mạnh khỏe. Vâng, năm nay em có nhiều video clip rất hay bác ạ. Bây giờ bác dự này. Bác ấy bảo là gì nào? Bảo là bác dưới bác đi ai mừng tuổi, bác là chưa ai mừng tuổi. Xong là phải có các cháu mừng tuổi ngay. Sau đấy là bác hỏi bác là bác dự tối qua ngủ nào. Ông Thực thì ông ngủ với bà Quý, còn ông Dự thì ông ấy ngủ riêng, bà Oanh bà ấy ngủ riêng. Đấy. Đấy bà ông ấy cứ chuyện hay lắm mà bà tự nhiên là cỏ tốt u mới chẳng cắt được. Xong này nói đến bướm của người ta bướm mình đâu, khổ thế thì. Nhiều câu chuyện hay lắm bác ạ. Bác xem cái video của em đăng có ai biết được là ông ngủ riêng. Đấy nhưng ông cứ nói thế thì mình cứ biết thế thôi bác. Đấy. Thế các bác hôm qua ngủ riêng hay ngủ chung? Anh á, hôm qua ngủ chung. À, ngủ chung à? Thế có mừng gì chưa? Có chúc bác cái năm mới cái gì chưa? Có cái làm cái gì chưa? Sớm là không dám động chạm. Kiêng à? Kiêng à? Chơi. Đầu mới, tháng xuân năm mới là kiêng tất cả mọi cái đấy. Đấy các bạn thấy không? Vui không? Đây là bác
Tuất nhà mình, đấy, họ nhà mình ai vui vẻ lắm. Năm mới gặp cái kênh của mình, gặp cái chương trình này thì chắc chắn ai cũng vui cả năm. Đấy các bạn, đấy. Vâng, bác Tuất ơi, bác ra đây, bác chúc cái kênh của em phát triển, chúc khán giả của kênh nhiều điều tốt lành bác ơi. Bác năm mới bác... năm sớm. Bác chúc toàn kênh của em luôn nhá, khán giả. Là chúc tất cả mọi người là cứ mạnh khỏe. Ăn mạnh sự được như ý là được. Đấy, mạnh sự như ý không? Tỷ sự như mơ, triệu sự bất ngờ và đều thành đạt đúng không bác nhỉ? Đấy các bác đây, bác này pha trà, trà ngon để đón xuân rồi đấy. Bác rất vui vẻ, năm ngoái bác hơi yếu, năm nay bác khỏe lắm rồi. Đấy, nhưng khỏe năm mới còn khỏe hơn. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình kênh của mình đầu xuân năm mới đi du xuân, chúc Tết các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình, hãy ủng hộ và đăng ký kênh của mình để chia sẻ kênh mình phát triển. Cảm ơn các bạn, xin cảm ơn các bạn nhiều.